Ok Phong, bây giờ tôi với ông chuẩn bị quạnh tù xì nha. Chuẩn bị nha, tôi đếm 1, 2, 3. Rồi, ông vô con. Nha. Kéo. Búa. Búa. Bao. Bao. Yeah, tôi ra bao. Yeah, tôi thắng. Yeah, yeah, yeah. Cái bao. Cái bao chụp lại cái kéo. Yeah, yeah, tôi thắng rồi. Yeah, yeah. Cái gì ơi, trời ơi, tôi thắng. Tôi okay. Là kéo, tôi cắt ông là cái bao, hiểu không? Thôi ra trời. Ủa, cái bao rất là bự, tôi bỏ cái kéo trong cái bao luôn. Vậy tôi chiến thắng rồi. Yeah, tôi trời thắng ơi, rồi. Yeah. Cái bao nó cắt lấy cái kéo ông. Ông vô liền bây giờ đó. Đưa cái đầu đây để tôi bụng ông à. Ôi ôi à. Đây. Đây, chơi quýnh vậy kỳ vậy. Quýnh rồi, đây. Hai, ba. Bấm. Đó. Gì đó? Chết. Cái gì vậy? Tôi mới bụng ông một cái ngón tay, tôi bụng đâu vậy? Trời ơi, tới đây tôi chơi tiếp nè. Trời ơi, chơi tiếp nè. Vui quá luôn á. Báo tôi rồi. Sẽ báo hù. Bây giờ chuẩn bị bấm nha. Kéo. Búa. Bao. Ok. Tiếp nha. Lại nha. Kéo. Okay. Búa. Búa. Bao. Bao. Đưa cái đầu đây. Đưa cái đầu đây. Ok, đưa cái đầu đây. Đưa đầu đây. 1, 2, bông. Rồi, cái gì dạ xỉu hoài vậy. Rồi, chơi lần cuối nè. Kéo. Búa. Bao. Hai. Mình thua rồi. Mình ra bao, Sammy. Vậy là mình thắng rồi. Yeah. Ui xuống. Nè. Ui xuống. Rồi, đâu nè. Rồi. Tôi lấy cái cây gậy tôi đập vô. Cái gì vậy? Trời ơi, dùng tay mà. Trời ơi trời. Ủa, tôi chứ tôi có quyền. Ok, vậy giờ bà không cho tôi sử dụng bằng cái cây gậy này ha cũng được. Ừ. Nói chung là không cho thôi. Để tôi lấy cái máy khoan. Ok. À, cái gì con gà, tôi dùng cái tay không dùng cái máy khoan văng lũng đầu tôi hả trời. Rồi. Ông chịu. Gì kỳ cục vậy? Ông thôi ông chịu nha. Ông thăm đi, cái khoan này nhẹ hiều à, khoan bởi đừng có. Trời ơi, gì kỳ cục vậy? Ông chịu không? Trời ơi, tôi không chơi đâu. Trời ông chơi ghê quá à. Đó là trời. Cái này chỉ khoan bởi cùng cái cục đá thôi chứ có gì đâu. Trời ơi. Thôi thôi. Ông. Ông ơi, không chơi đồ hoàng là nghiêm túc mà. Ông chơi đâu, tự giống ngồi tức vợ. Chơi trò này làm thế ghê à. Khổ ghê á. Chơi gì giờ tôi chán rồi, sáng giờ chơi quảnh tù xì tôi tàn thua bà không mà búng tôi bởi đầu luôn rồi giờ bà. Trời ơi, ông có thông minh bằng tôi đâu, ông bình thường mà trời ai cũng có lúc của thằng lúc thua đúng không? Trời ơi trời. Ê, bà kêu tôi không thông minh bằng bà, tôi có bằng đại học đó nha, bà dám kêu tôi không thông minh bằng bà hả? Trời ơi, dám solo chơi game tôi không? Gì solo chơi game, ông mà cũng chơi game được luôn à, ông chỉ chơi game liên minh chứ coi chơi game gì được đâu. Trời ơi trời. À, thì tôi chơi bằng mấy game trí tuệ hơi bị đỉnh cao nha. Mấy game giải đố tôi chơi hơi bị ghê nha. Được không? Sao tôi biết được? Ông phải chứng minh cho tôi biết chứ. Chứ tôi nói miệng ai biết được giờ, không tin tôi luôn phải không? Bây giờ tôi thử bà thử mở một con map nào đó khó thì là khó. Trong mini world tôi bà vô solo. Chắc không? Đó tôi mở nó có chạy làng ngang. Ok. Rồi ok mọi người, thì bây giờ mình và Phong Cận sẽ đi thi đấu với nhau trò chơi thông minh đi. Đó ok. Và trước khi xem video các bạn quên cho Sam một like, một share, comment nha. Và nếu các bạn thương Sam hơn nữa đừng quên xem video quảng cáo từ 5 đến 10 giây thôi để giúp Sam có số tiền nhỏ nhỏ nha mọi người. Và bây giờ mình và Phong Cận uống làm gì vậy Phong? Uống làm gì vậy? Ông canh tới hoài vậy? Cho tôi gõ không? Không. Không chơi. Rồi bây giờ chuẩn bị tới con mắt và gì đó chỉ thị thông minh cho mọi người. Let's go. Trời không kêu hả? Bắt đầu cái đi mà là không. À, ok rồi, tìm cần gạt đúng không? Rồi mang một sao? Thôi tôi dài nha, tôi không chơi đâu. Ê trời ơi, đừng lấy tiền với tôi chứ bây giờ mà ông mà không tìm được sao mình ra được. Trời ơi cái bạc này một đống cần gạt thế này kiếm sao mà nổi. Trời ơi cái bạc này nó ác vậy trời. Đùa nhau ở đây, bạn này cũng khóa góc nhìn của mình luôn nè. Tròn ghê dữ thần vậy. Trời ơi tôi quên tìm ghê từ quá. Thật sự luôn. Trời ơi cái. Ủa? Gì mà quá đáng vậy. Á. Ú, Phong ơi tôi tìm thấy rồi. Quá tèo. Ê, trời ơi đây luôn nè. Ok, mở cửa. Tôi siêu chưa. Quyên rồi. Vô. Đây, ăn sao không sao. À. Quyên rồi. Quyên. Ủa, chưa Quyên. Còn mang, con mang hai mà. Khổ ghê con. Phong ơi để tôi với. What? Cái gì vậy Phong? Gì đây? Màn này không tìm được gì khóa đâu. Trời nó có tròn nè, từ từ cẩn thận nhảy qua. Nhảy qua nè. Cái gì vậy trời? Đi bye bye. Phong ơi tìm đi. Ông biết cái gì vậy? Mà này mình cho cẩn thận kêu trời nó ra cái hình này luôn á.
Trời ơi trời, trời. Tôi tức luôn á. Trời, tôi cứ đặt chúng hoài. Ê, nhảy qua. Tôi tức luôn á, cái gì vậy, bằng 1 rồi còn ít nữa bằng 2 nhiều hơn nữa, cái gì vậy? Quá đáng vậy chủ map. Trời ơi trời. Ơi, để tôi xem coi. Tôi cũng xem coi ạ. Hả? Xem. Hả? Tính ra là tôi thấy có gì trên đây nè. Ủa từ từ. Vậy luôn, trời ơi, khuôn ghen. À, ông giấu cái rương trên đầu mày luôn á trời. Trời ơi. Tôi nhìn cho tôi biết liền, thấy không? Trời ơi, game ghê, vậy. Ghê, 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 rồi, rồi, Green Green. À! Vậy luôn. Trời ơi, trời ơi. Có vậy ha mà cũng té, đúng là Sammy nước. Trời ơi. Tại đâu ông tẻ nhượng tôi luôn á. Hay. Trời ơi. Rồi, ông đi qua trước đi. Làm sao mà phải lừa được tôi. Rồi, tôi biết chỗ rồi, tôi biết chỗ rồi. Đó, đi chưa? Sao không? Tao thấy ghê quá à. Tôi giả bộ tôi té cho bà vui thôi, chứ tôi đâu có muốn té đâu, thấy ghê không? Đó, rồi, nhảy qua nha, chỗ này bị nha. Nhảy qua. Nhảy qua nè. Đó. Ông làm cái gì vậy Phong? Tôi thề luôn, mới bằng ai à? Mà tôi nhận té. Tôi không biết. Kỳ vậy. Ai okay. biết được. Mà ông cái màu đen tôi không thấy được. Ok, tôi không đi được ở đó, tôi đi đường ở đây. Đó, qua đường. Ghê ghê. Rồi, thì tôi ăn sao hết luôn á. Rồi, tiếp theo nè. Tiếp theo nè. Cái này nó cho, nó cho tiếp. Thôi nhảy qua. Ủa, ông bị gì vậy Phong? Ông biết nó cho luôn hả? Trời ơi trời. Không có ai cho hai lần hết á. Ai vậy đó cho anh. Sầu không đó. Trời ơi, ủa cái này lấy ai hoa lấy được nè. Ui. Em mới hoa lấy được luôn hả? Ủa lấy luôn, tôi lấy về tôi trang trí nhà tôi nè Phong ơi, nó lấy được nè. Bà rảnh quá, bà vô bà kiếm cần gạt hay bà kiếm hoa. Ủa Phong ơi sao không mất vậy Phong? Tôi lại chết rồi, cái thằng sấy máp thật là mất chạy. Mất chạy đi à. Do không nghĩ càng người ta bảo người ta đã ghi tiêu đề là con máp gọi là tìm cần gà trôn rồi, bây giờ phải cẩn thận chứ. Trời ơi trời. Ai biết đâu. Em bây máp giờ gì đâu mà. Bây giờ tôi cho ông cái này nè Phong. Bây giờ ông tự nha, ông quăng cái hoa coi coi nó có phải là hàng thật không, nếu mà hàng fake thì nó sẽ rớt xuống, hiểu không? Đó. Đó, nhảy qua thôi, cần gì phải sử dụng nó chi. Ồ ghê ghê ha, hay á. Rồi bây giờ để tôi tìm cần gạt coi. Ui, tôi còn thấy cái cần gạt ở đây nè. Đó, mày giấu tao. Ờ, thì chưa biết mà, đi giấu tôi nè. Ủa, từ nãy giờ tôi mới kiếm được có một cái, mà kiếm được hai cái luôn cơ vậy. Ai bây giờ sao ta, từ từ tôi quăng khỏi đây không nhảy, khỏi vậy. Mà nhảy tưng 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 là được. Từ từ. Tưng 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 là được. Đó, tôi phải quăng cái này cho tắt. Ui, rớt. Giờ sao ta, Phong ơi, giữ giúp tôi với. Giờ sao? Giờ tôi chạy đi một cách đơn giản hơn nè. Bà chỉ cần nhấn cái phím gọi là phím ship á. Bà đi mà okay, cái okay. mà nó bị dừng lại thì bà nhảy qua. Ok. Đó hay đúng ta. Rồi, trời ơi, mà nhảy qua đó. Nhảy. Okay. Nhảy qua. Ủa, từ từ nhảy qua. Nhảy qua, cái gì đâu, không phải sợ. Ok, rồi, ok, tôi. Hay ta, cách mở được á. Rồi, rồi. Cái gì vậy Phong? Nó vẫn có bẫy ở chỗ đó là sao? Tôi nghe cái rụm xuống rồi, tôi biết tiếng ông chết rồi luôn á. Cố lên. Chết hoài vậy, tôi chết đúng một mạng luôn Phong. Trời, cẩn thận nghe, cẩn thận nhảy lên kìa. Trời ơi, bất lực quá. Sợ cái chỗ này dễ mà, ship đi, ship đi. Rồi, ok, đó ăn sao đi Phong. Ông ăn lượt, tôi ăn lượt, đó. Sole vậy đi. Ê, cẩn thận. Map này nó ghê lắm Phong, nó tròn hoài luôn á. Tôi biết chỗ này thế nào mà, chỗ này nó không có cái gì bên dưới đâu. Thì mình sẽ nhảy vào trên cái lava, bảo đảm trên lava có lóc tàn hình nè. Hey. Không phải sao ông như kiểu thí nghiệm hay sao á. Trời ơi trời, nhìn tội luôn. Sao mà cái map này lúc cho lúc không cho kìa vậy. Tôi không hiểu luôn á trời. Ủa chắc mày là ui. Ủa đó cái rương đâu ta. À đây thấy không, có cái lỗ này nè, tao biết nè. Đó đúng không? Đó, ủa không phải hả? Ủa đâu ta? Tâm ơi, tìm. Ủa làm gì vậy Phong? Ông quay ông cậu nhân nút ship mà. Ông rất hoài vậy. Ủa chỗ đó nó cũng có lóc tàn hình. Có mà ông cái đường này trời ơi, tôi thấy mà. Đó rương. Ông chết nãy giờ cả chục lần rồi nha. Trời ông chết quá trời lần luôn, chứ chục lần gì Phong. Trời ơi trời. Đi cho cẩn thận mà, ông nhấn ship mà đi cho nó khỏe. Đó, lúc chỗ nào okay. mà nó có lắc, nó rớt rớt thì nó sẽ dừng lại cho ông. Ông chỉ tôi bây giờ, ông cũng quen luôn hả? Đó là trời. Okay. Mở cửa nhanh đi. Tôi sợ cái map đây quá, tôi không dám di chuyển luôn. Rồi, để tôi ăn nè, đó, đi chưa? Trời ơi, xong chưa Phong? Rồi, cẩn thận nha. Dễ không? Tôi nói rồi mà. Ok, ok ông chủ map, ok. Dễ thật. Chỗ này lại chuẩn bị chết rồi nè, chắc luôn rồi, nhảy quá. Hey. Đó, biết rồi. Ui, cẩn thận, ui đây nhiều rương ta. Cũng không nhiều rương lắm nè. Sao tôi về thấy về sau nó ít rương hay sao ấy. Trời bắt đầu mà tôi thấy khóc luôn á.
Trời, chắc đây không bị gì đâu nha. Để coi. Trời ơi, em ba mấy này. Tôi hiểu nó giấu ở đâu rồi. Tôi cá chắc nó giấu một... Em bị gì vậy Phong? Ở đây ông rớt hoài luôn phải không? Nguyễn Văn rớt hả? Ông Nguyễn Văn rớt rồi. Bây giờ mình mấy bạn fan nha, những bạn nào mà đang gọi là xem video này Phong rớt 7 lần đó. Mấy bạn đếm được mình rớt bao nhiêu lần thì Sammy sẽ thả tim cho những bạn. Thả tim vào con mình luôn, bạn thật là xuất sắc kìa không? Đó. Trời ơi, trời, tôi chết nãy giờ không dưới 10 lần. Không biết không bị gì luôn Phong, bị nghiệp hay sao ý. Trời ơi là trời, thề luôn. Ủa đâu ta đi trời, tôi xíu tôi đang chạy qua. Trời, cái đường nó dài quá. Ai còn cái đường trong này nè. Hồi sinh. Ủa, không có chỗ để lưu điểm hồi sinh. Ờ, nó mới khó chứ Phong, chon mà. Chon mà phải cẩn thận chứ, nếu mà lưu điểm hồi sinh thì gọi là chon gì nữa. Tôi nghĩ chỗ này mình phải bắt cua mình qua nè, đó. Bắt cua à, đây là đúng rồi, đúng rồi. Ủa, cái này lấy làm gì? Ơi nè, tìm thấy cái ôi, ghê. Rồi cẩn thận ngang. Hãy tôi coi không, tôi tìm thấy rồi, coi không. Đó, rồi, ok rồi. Mở cửa à. Thì tôi sợ rớt kia luôn á. Rồi, cái này thì không bị gì đâu. Ăn sao nè. Rồi, ăn sao. Rồi, màn gì đây? Cái gì? Màn này không đủ tuổi qua đâu. Gì mà không đủ tuổi, tôi đi sợ. Trời ơi, gì vậy Phong? Mắc gì mà sao lại thách thức gì đây? Thách thức cái gì đây? Cái sự tức giận của mình hay sao mọi người ơi? Mắc là mắt này không nhận cho. Hả? Tính ra tôi thấy cái đường nó đang thui thui lùi, tôi không thấy gì hết trơn, tôi bước. Trời ơi, tôi không thấy gì luôn nè. Cái map gì mà khó khăn vậy? Đưa, ủa cái rương này Phong. Trời ơi, đây. Đây nè, có biết cái rương này Phong ơi. Trời ơi, map này nếu mọi người không biết là hai tụi mình đều cận nha. Trời ơi, chết tôi mất. Hai tôi cận mà chơi cái trò này là chết rồi. Chủ map ơi. Đang xì luôn nè, Phong ơi, ông phải nhảy này nè. Ông phải thấy được mấy cái rương nè. Không thấy đường tôi đi luôn á. Trời ơi, là trời, ác vậy. Chơi gì ai chứ lại. À đây, có trụ nè. À đây Phong ơi, trời ơi, tìm ra rồi. Trời ơi, hú hồn chi mẹ luôn. Rồi, nhảy lên đây. Ê, bây giờ mình ship được không ta? Đang qua. Tôi sợ quá à. Rồi ship cho chắc. Không bị vết. Đi xíu mà đạp vô cái đầu té nữa là tôi mở. Thắng rồi, trời ơi, ghê quá. Đừng ăn. Trời ơi, mình phải ngồi lên ghế chứ, đúng không? Đó, trời ơi, Vinh Quang cũng làm gì vậy? Bà cứ ngồi anh ghế đi, đóng bánh kem mà là của tôi. Cái gì vậy, của tôi mà sao không ăn hết vậy? Trời ơi, ông cho tôi chạy chứ. Rồi, vô duyên tôi ăn hết cho ông xem nè. Đó, à. Của tôi đi, rồi, rồi, bây giờ mình xong rồi mình về làng nha Phong. Trời ơi, tôi chơi đã đời luôn á trời. Em về làng Phong tôi ơi. Tôi chết đã đời luôn hả? Rồi bây giờ ông làm gì, ông ăn hết luôn hả? Em Phong ơi, ông cho tôi cảm nhận về cái sự gọi là rớt đi, gọi là ngàn lần của ông đi Phong. À, rớt ngàn lần hả? Tôi rớt riết, tôi quen luôn cái sự chết luôn rồi. Ok, bây giờ mình về làng nha, rồi ăn sau chuyện thăng này Phong ơi, ăn hết rồi đi. Đó, ăn hết. Ờ, Queen nè. Queen. Thấy chưa? Chơi gì đâu mà rớt dễ sợ, rớt 5 lần 7 lượt rớt chắc là cỡ gọi là hơn chục lần luôn á mọi người ơi. Khổ ghê. Vậy? Còn lâu nha. Chẳng qua là mấy lần trong game á thì do tôi bất cẩn tôi mới té thôi. Chứ còn lâu mà ở ngoài đời hay tôi mới té, còn lâu. Thôi bà chơi mình bay, tôi về nhà. Em. Oh yeah, cái chuyện. Ủa, sao cơ? Ủa hello. Nhục quá, thôi đi đây. Sống dưới lòng đất luôn. Trời ơi, nhục Phong sống lòng đất mọi người ơi. Nhục quá mà, nhục như con cá nục luôn á trời ơi. Rồi ok, trời, chắc tôi chào quá bây giờ ông Phong chắc lên không nổi. Ủa sao không lên được vậy? Về. Rồi đứng đây chào tôi nè, khổ ghê, đứng đây chào cái đỡ nhục nè, đó. Rồi đứng đây chào nè. Ông canh tôi hoài, mệt quá, chào đi, rồi tí tôi cho ông bỏ đầu. Khổ ghê. Còn cái trận quảnh tù tì hồi nãy bà chưa phạt cái nha. Rồi tí tôi cho ông gõ đầu và gõ tay thôi nha. Rồi ok thì cảm ơn người đã xem hết. Rồi khổ ghê. Ok thì cảm ơn người đã xem hết clip này. Nếu mọi người thích video này quên cho sao một like, một share của mình nha. Và nếu các bạn thích mình và Phong Cận chơi những con map mini game vui như thế này, đừng quên comment mình video xa miết nha. Rồi ok, tạm biệt mọi người ở clip sau nha. Hẹn gặp lại, bye bye.